Cái vị thế của chúng tôi năm nay đến với cả Mid-Season Invitational không còn đơn giản chỉ là để tìm kiếm những trận thắng nữa. Chúng tôi đến để tạo ra địa chấn. Hãy chờ đợi Sài Gòn Buffalo. Thì hồi đó Phong Vũ Buffalo đã đến với một giải đấu tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên của họ với một cái lineup trẻ trung và năng động. Hơi đáng tiếc thành tích không được như mong đợi. Nhưng năm nay đã là 2022 rồi. Hiện tại thì Sài Gòn Buffalo đang là một trong những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở khu vực VCS. Họ đem đến kỳ Mid-Season Invitational lần này một đội hình không thể tốt hơn. Họ có một người chơi đi rừng trẻ tuổi tài năng và đang được đánh giá là một trong những vận động viên trẻ xuất sắc nhất giải đấu quốc nội. Ở khu vực đường trên là nơi án ngữ của Hasmet, một trong những tay chơi cực kỳ chắc chắn và có khả năng solo kill rất tốt. Đường dưới cũng đừng quên, đó là một nơi rất uy tín của Sài Gòn Buffalo. Vậy nên, cái vị thế của chúng tôi năm nay đến với cả Mid-Season Invitational không còn đơn giản chỉ là để tìm kiếm những trận thắng nữa. Chúng tôi đến để tạo ra địa chấn. Hãy chờ đợi Sài Gòn Buffalo.